Xin chào cả nhà. Xuân xin chào 222 người đang xem. Xin chào gần 500 người đang xem nha. Xin chào Nô Bi Nhã. Xin chào Trần Công Ri, Đỗ Giang, Cường Lê Đức. Lấy anh cục sạc dự phòng em. Vâng, dạ. Hello. Xin chào 512 người đang xem. Cũng lâu lắm rồi mới được gặp cả nhà. Mọi người xem chia sẻ cho anh Xuân nha. Anh Xuân đang có khách, anh dở cái rồi anh quay lại. Thầy đây mà nhắn, tưởng thầy chưa qua. Thầy nằm buồn. Thầy nó đờ đờ người. Chào 600 người đang xem. Em xin chào anh Đức Lê, xin chào Nguyễn Vinh, Đặng Biển. Sorry cả nhà, vừa bấm lên like thì Xuân lại có một anh bạn. Anh ấy nói xong một câu chuyện thì gặp Xuân này nói một câu chuyện cái. Thì Xuân mới đưa máy cho Mão. Chào Trần Lực, chào anh Lê Thành Dư. Một người anh fan theo dõi live stream của Xuân thì từ khi ngày đầu. Đó, ngày đầu tiên, bắt đầu từ cây lan va đầu tiên cho đến bây giờ. Xin chào Nguyễn Hải, chào Quyết Thắng, chào Nguyễn Văn Bình. Xin chào Dương Núi và gần 800 người đang xem. Cả nhà đâu ạ, để... Sau một ngày làm việc mệt mỏi đúng không ạ? Như Xuân thì buổi tối như thế này mở điện lên và đi một vòng ngắm len, mọi mệt mỏi sẽ tan biến hết. Xuân xin chào 806 người đang xem nha. Ok anh Lê Thành Dư ơi, cả nhà có thể vào Facebook anh Lê Thành Dư và nhìn thấy cái sự thành công của anh ấy nha, trong cái quá trình chơi lan của anh ấy. Cảm ơn Hân Huỳnh. Xin chào Nguyễn Đức Thắng. Chào Vương Lan Hồ Ân nha. Chào 900 người đang xem nha. Có những câu chuyện. Hồi xưa Xuân có người bạn thấy Xuân chơi lan và thấy Xuân thành công thì người bạn ấy mới gặp Xuân và hỏi Xuân là bây giờ chơi lan đột biến sẽ bắt đầu từ đâu. Đó. Xuân mới nói là bây giờ mà để mà ngồi giải thích cho bạn mà bạn cứ đi tìm hiểu. Cứ vậy đi tìm hiểu thôi, nhưng mà bạn lại không quyết đoán, bạn không dám bỏ tiền ra để bạn chơi thì đồng nghĩa rằng bạn sẽ không bao giờ hiểu được. Đó. Chi bằng đúng không ạ? 5 triệu, 10 triệu theo khả năng của mình, đến 100 triệu, 200 triệu đúng không ạ? Nó sẽ không làm chúng ta nghèo được. Đó. Nó không làm chúng ta nghèo được, nhưng nó sẽ mở cho chúng ta một cửa sổ mới, một chân trời mới, một hướng đi mới. Đó. Và đặc biệt rằng bây giờ cả nhà tiếp cận đúng không ạ? Tiếp cận đến cây lăng va. Cả nhà thấy không ạ? Cả nhà có thể là bỏ ra 1-200k, 1-200 nghìn đúng không ạ? Bằng một cái chầu cà phê thôi. Bằng một cái bữa cà phê của cả nhà thì cả nhà đã tiếp cận được cái cây lăng va rồi. Chúng ta đã tiếp cận được một cái thú chơi
một môn chơi, vừa chơi và chúng ta có thể là vừa làm kinh tế được rồi, đúng không? Thì tất nhiên từ những cái kia năm trắng Phú Thọ vừa mới nhú như thế này, chúng ta chăm sóc một năm, đúng không ạ? Chúng ta sẽ được tầm khoảng 10 sen, 20 sen. Những cái kia nào khỏe thì chúng ta có thể chăm lên được 50 sen cho đến 1 mét. Thì đồng nghĩa với rằng là tài sản của cả nhà đang càng ngày càng lớn lên rồi. Thì thay vì cả nhà thấy rồi, Xuân chia sẻ những cái kia Phú Thọ vừa mới nhú 100k. Nhưng những cái kia Phú Thọ tầm khoảng to như thế này thì Xuân lại chia sẻ nó lên 200-300k, nó tùy theo độ lực của cây kỳ, đúng không ạ? Đó. Thì ngược lại ở đây cũng vậy. Cả nhà bỏ ra vài trăm k, vài triệu là chúng ta đã tiếp cận được cái kỳ lăng va, cái thú chơi lan, và có thể là cả nhà chăm sóc, rồi cả nhà có thể là được ngắm, đúng không ạ? Được trải nghiệm một thú chơi mới, một môn chơi mới, một cách làm kinh tế mới. Đó. Thì Xuân hy vọng rằng là sẽ được giao lưu, sẽ được tiếp lửa thêm thật nhiều để giúp cho cái cây lan va, giúp cho cái vẻ đẹp của cây lan của chúng ta lan rộng hơn với hơn 100 triệu đô dân Việt Nam. Thì Xuân hy vọng rằng là tới đây chúng ta sẽ phát triển lên tầm khoảng 2 triệu người chơi rồi, đúng không ạ? 1 triệu, xong rồi chúng ta sẽ phát triển ra sao lên được tầm khoảng 2 triệu người dân Việt Nam chơi thôi. Đó, là cái sức lan tỏa của nó kinh khủng rồi. Nha cả nhà nha. Thì rất là nhiều người chưa hề biết đến cây lan, chưa hề biết đến vẻ đẹp của hoa phong lan, chưa hề biết được là cây năm cánh trắng Phú Thọ như thế nào. Thì Xuân hy vọng rằng trên bài live của Xuân sẽ giúp cho thật nhiều người nữa, những người yêu hoa, yêu cây cảnh sẽ được tiếp cận tới cây hoa phong lan đột biến nha cả nhà nha. Xin chào chú Hiểu Minh. Xin chào Thuận Trần. Ok, sẽ lên HO. Em lấy mới HO, mới cái HO cho. Dạ không, bác Đức Trung ơi. Máy cho em là bằng tấm nhựa. Xin chào anh trai Nguyễn Đình Lân. Trước khi lên HO thì em sẽ lên một cái key 5 trắng bạch tuyết. Một cái key 52. Cực đẹp nha cả nhà nha. Với một mầm gốc lên cực lực, cực đẹp và bộ rễ cực khỏe. Bên đây nó đang sưng, đang lên thêm một mầm nữa nha cả nhà nha. Và cái key 5 trắng bạch tuyết đầu tiên của bài live như thế này nha cả nhà. Em lấy cả nhà với giá là 36 triệu toàn bộ 6 nha cả nhà nha. 36 triệu 666 ngàn nha cả nhà nha. Kỳ năm trắng bạch tuyết. Một cái kỳ 52 đã lên mầm gốc. Và bên đây đang nhú thêm một mầm nữa nha. Đang gần nhú thêm một mầm nữa. Ngày hôm qua Xuân lên một cái lúa non bạch tuyết. Thì like xong thì cũng có một anh trai đã chốt. Xin chào Đời Duy Tươi, xin chào Tâm Trần, chào Nguyễn Trung Luyến và chào 1,2k người đang xem. Để bữa nào Xuân tách kiếm xong bắt đầu là Xuân sẽ đăng bài trước. Và tối đó chia sẻ Xuân sẽ kêu anh em vào đông đông một chút. Ok bác Tèo Lý, mỗi người, Xuân nói rồi, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Ok, bác có thể là lo ngày mai ăn gì, đúng không ạ? Còn nhiều người thì người ta sẽ không phải lo vấn đề đó. Em nói rồi, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Mỗi người có mỗi cuộc sống riêng.
chúng ta hãy làm theo khả năng của chúng ta. Ok Nguyễn Xuân Trúc ơi, cái key vì sao người ta gọi là key 52 cả nhà, với những cái mầm gốc lực như vậy thì nó lên rất là khỏe. Chào Nghĩa Nguyễn. Em thấy anh luôn cố gắng làm thị trường trong lúc đầy thằng theo dõi anh, để tháo thì đâu còn gì nữa, không quan trọng bác. Những ngày chúng ta làm bất cứ cái gì chúng ta phải thật tâm vào nó. Phải hết lòng vì nó thì chúng ta mới mong muốn có thành công từ nó. Còn tất cả đó ạ, tất cả những việc làm sai trái, tất cả những cái gì mà chúng ta làm mà trái với lương tâm thì chúng ta sẽ bị trả giá khá là nhanh, đúng không ạ? Bố Lân Trần ơi, bắt kiếm cho em những cái key bạch tuyết mà key 52 như vậy mà chuẩn giống á. Bắt kiếm giúp em nha. Test hả? Hả? Đi nhiều thì tiếng không số F0 nó đâu bị liền đâu. Xin chào Đức Anh. Rồi cả nhà nghiên cứu cái key bạch tuyết nha. Em sẽ lên một vài key Phú Thọ, một vài key HO. Hôm nay em sẽ lên nhanh và em sẽ xuống live sớm nha cả nhà nha. Bỏ cái này xuống giúp anh. Phạm Luân này có không cho kẻ với anh trai. Cái gì? Không. Chào Nguyễn Cường. Chào Nguyễn Quang Vinh. Quy Vũ nói rõ hơn về chương trình mở vườn cho anh em đam mê. Dạ tất nhiên rằng là, xin chào bố ông Phạm. Tất nhiên rằng là mở vườn thì phải do chính tất cả mọi người phải tự mở, đúng không ạ? Xuân sẽ là cái người, trao tất cả những cái gì, những cái kinh nghiệm, những cái gì quý giá nhất của Xuân, đúng không ạ? Trong cái con đường Xuân chăm và kinh doanh hoa lan thì Xuân thành công như thế nào Xuân sẽ chia sẻ đó, từ bản vẽ nè, từ thiết kế nè, rồi Xuân sẽ ví dụ như cả nhà ở khu vực đó là cả nhà ở trên sân thượng, đúng không ạ? Xuân sẽ chỉ cho cả nhà cách làm vườn ở trên sân thượng như làm sao, như thế nào để cho nó hiệu quả, đúng không ạ? Đó, cái quan trọng nhất á, là cái môi trường sống với cây lan, hoa mong lan. Mình chơi lan mà chỉ có được chơi hàng thường Phú Thọ vẫn là mơ ước, ok bác. Đó, cho nên ở đây á, là Xuân sẽ giúp cho cái người, đúng không ạ, yêu lan, những người đang tìm hiểu về lan, muốn làm khao khát làm kinh tế từ lan thì Xuân sẽ giúp cho người ta đưa cái rủi ro xuống thấp nhất. Không nhau hoa lan Quảng Nam ơi. Xin chào Nguyễn Mạnh Chiến. Chào Hiệp Nguyễn. Bác Hiệp Nguyễn ơi, lan của em toàn bộ mua bằng tiền. Và đặc biệt rằng á, là ngày nào em phải bỏ công em chăm sóc và em xem nó như một cái món ăn tinh thần của em, đúng không ạ? Em phải chăm sóc, em phải đổ mồ hôi, trong đó là có mồ hôi nè, đúng không? Có công sức nè, rồi đôi khi có cả máu của em trong đó, đúng không? Và em với bác chưa hề quen biết nhau, bác xin em dò lan, xin là xin như thế nào bác, đúng không? Ok, có thể là có những cây em đã thu hồi vốn, em có thể là đưa lên đấu giá để em có thể là làm thiện nguyện,
hoặc là thế này thế kia. Còn mà đối với một người chưa quen chưa biết, và cây lan nó giá trị mà, đó, ít ra nó có cái giá trị tinh thần. Cái thứ hai là tất cả những cái thứ nó không phải từ trên trời rơi xuống, đó, nó toàn bộ là chúng ta phải có sự đầu tư. Đầu tư từ tiền bạc, đầu tư từ công sức, đầu tư từ tâm huyết đó. Và cả nhà đấy rồi, nguyên một cái vườn lan nghe một tháng này nó rơi vào tầm khoảng gần 60 triệu tiền điện với diện tích là 2.200 m², riêng tiền điện. Chưa nói đến tiền ăn uống sinh hoạt của anh em Hoa Lan Bình Phước trong ngày đó. Ok, xin chào Phúc Quyết. Đinh Văn Sáng ơi, cái đó mình không có bán cây lớn nha, mình không nắm rõ đâu nha. Hầu như cả nhà theo dõi live stream của Xuân, cả nhà thấy rồi đúng không ạ? Xuân toàn bộ là Xuân sẽ bán kia giống. Bất Dương Kiệm ơi, nhưng mà mình phải nói làm sao để cho người ta hiểu vì sao mà mình không cho, đúng không ạ? Xin chào Tùng Hà, chào 1,6k người đang xem, xin chào Nguyễn Lý Orchid. Và cái đặc biệt nha cả nhà nha, đặc biệt là nó như thế này, đúng không ạ? Không có cái gì mà tự nhiên nó rẻ đâu. À, và cái cây hoa bông lan đột biến của chúng ta là cả nhà biết rồi, hầu như những cái kỳ con thì hầu như là kỳ nào nó như cây nào, cả nhà sẽ khó đó, khó phân biệt. Vì vậy cho nên là những sẽ có những cái trường hợp họ lạm dụng vào đó để họ có thể là lừa đảo cả nhà. Có nghĩa là rất là nhiều cách. Đến bây giờ nha cả nhà nha, có những cái trường hợp nhận chết cây, có chết nguồn á, chết nguồn để lấy phần trăm tiền á, nói chung nó vân vân, nó đủ trò trong này hết đó cả nhà. Xuân chỉ biết khuyên cả nhà là tiền trong túi cả của cả nhà, và cả nhà sẽ là những nhà đầu tư thông thái nha cả nhà nha. Ok Thúy Nghe, chào Trung Kiên, chào anh Trung Nguyễn. Đúng rồi, bác Nguyễn bay qua Dubai xin. Ok bác Hiếu Nguyễn ơi, em lên. Ủa không có Phú Thọ kia nữa hả? Hoặc là Phú Thọ chậu nhựa. Tầm này nhé. Xin chào Đào Thị Mỹ Dung, chào Đỗ Văn Trung. Rồi, kia Phú Thọ đầu tiên, bộ rễ cực khỏe và còn mắt ngủ nữa. Chậu đó khỏi lấy lên đi. Hết rồi thôi. Kia Phú Thọ đầu tiên Xuân để cho cả nhà. Kia cực đẹp nha cả nhà nha, bộ rễ cực khỏe, còn một mắt ngủ Xuân để cho cả nhà với giá là 139k nha cả nhà nha. Ok Lan Ba Đất Ngọc ơi, Châu Hoàng Bính. Cảm ơn Vũ Trọng Nghĩa nha. Trần Gọi Thuốc.
bản Kia HK2 em với là sao em chưa hiểu bác. Lê Thảo ơi, chốt số điện thoại và giá giúp em nha. Bác Marie Nguyễn gì đó cũng chốt số điện thoại và giá giúp em. Chốt xong cho Nam Bò nha. Xin chào ba bé bắp, xin chào Thắng Nguyễn Thắng. Hết chậu nhựa rồi anh. Dạ. Đúng rồi, nó nhẹ, đỡ tốn phí ship cho người ta. Cảm ơn Hòa Linh Vườn Lan nha. Người vừa chốt giao lưu một cái Kia Hồng Yên Thủy 6,8 triệu đúng không ạ? Dạ không, bác Liêm Đồ Văn ơi, em đã nói rồi, từ nay giờ đi tối đến em sẽ cố gắng em duy trì live và để giúp cho cả nhà, giúp cho thị trường chúng ta. Mặc dù là cái giọng của em mấy ngày nay hơi bị mất tiếng, hơi bị khàn. Để tiếp theo không anh? Quá giờ người chốt á. Em khỏi đỡ phải nói. Ok, chút nữa sẽ lên Nghệ Thuật Trong Tâm. Xin chào Vĩnh Viễn. Tiếp theo hai Kia Nam Anh Trắng Phú Thọ. À, cái Kia này hơi nhỏ nha, Xuân cũng sẽ không lấy ra nha, Xuân khuyến mãi cả nhà luôn nha. Nó hơi nhỏ nhưng mà nó có rẻ rồi. Nhưng mà Xuân chỉ có lấy tiền hai Kia này thôi. Còn cái này Xuân vẫn để theo cả nhà nha. Xuân để cho cả nhà với giá là 239k nha cả nhà nha. 239k. Xin chào anh Võ. Dạ thưa bác Minh Trâm, Trần Thi. Em thấy Hoàng Huy Giáp đầu tiên kìa. Chốt cho Hoàng Huy Giáp. Nam Chương chốt sâu rồi. Anh thấy không ạ? Thấy không anh? Rồi hai Kia. Đây một Kia, còn khá là nhiều mắt ngủ. Và bên đây còn Kia nữa nha cả nhà nha. Và cũng còn hai mắt ngủ. Xuân để cho cả nhà với giá là 239k luôn nha cả nhà nha. Kia cực đẹp và còn quá là khá là nhiều mắt ngủ. Cái này là mầm gốc cho mày Kia nha cả nhà nha. Và bên đây cũng là một Kia, cả nhà về là cả nhà chỉ việc trồng xuống thôi nha. Và mắt ngủ nó đang nhú rồi nha. Hai Kia. Xin chào em trai Trần Ngọc Thành. Trần Ngọc Thành đến từ Huế. Anh thấy không anh?
Chốt xong cho Trần Kiên nha. Chúc mừng Trần Kiên nha. Rồi, năm anh trắng HO. Năm anh trắng HO 2 kg. Bộ rễ cực khỏe. Và đang chuẩn bị mở lá. HO nha cả nhà nha. Xuân để cho cả nhà 2 kg năm anh trắng HO này với giá là 2 triệu nha cả nhà. 5 canh trắng HO 2 kg với giá là 2 triệu Việt Nam đồng. Quá trời người chốt. Xin chào Đinh Văn Sáng. Ok anh Nguyễn Đình Luân ơi. Chốt xong cái bạch tuyết 36 triệu toàn bộ 6 cho anh Nguyễn Đình Luân nha. 36 triệu 666 nha. Qua đây anh Tèo chụp cho anh Luân. Siêu cầu thủ pizza. Đến bây giờ vẫn còn kéo dài 239k. Màn hơi chậm. Chiều mai Linh đi lắc tất cả kỳ năm trắng Phú Thọ trên thân á. Còn kỳ không phạm sai, Xuân hứa với cả nhà rồi. Từ nay đi tối nào Xuân sẽ lên live để tiếp lửa cho cả nhà. Cái đó cái thứ nhất, cái thứ hai á là để giúp cho thị trường có thêm người chơi mới nha cả nhà nha. Xuân sẽ hạn chế ăn nhậu xuống mức thấp nhất để cố gắng duy trì để giúp cho thị trường. Xin chào Vườn Lan Anh Tú. Chào Nguyễn Đức Đại. Chào Sơn Thành. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là 4 kg năm anh trắng Phú Thọ và còn khá là nhiều mắt ngủ, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg. 4 kg này còn khá là nhiều mắt ngủ nha cả nhà nha. 4 kg. Xuân để cho cả nhà 4 kg năm anh trắng Phú Thọ như thế này. Xuân để cho cả nhà với giá là 568k nha cả nhà nha. Ok Liêm Đồ Văn. Thì bác tới đó bác mua đi bác. Đúng không ạ? Ok anh Nguyễn Đình Luân. Kia bộ đồ thì chắc em để ngày mai em điện em chỉ cho anh cách dùng. Chứ mà nhiều khi anh dùng tất cả các loại phân thuốc, đúng không ạ? Nó đều tốt nhưng mà chúng ta phải biết cách sử dụng. Em xin chào anh trai Chính Trương nha. Chốt cho Hoàng Huy Giáp nha. Anh Chính Trương là một người, đúng không ạ? Người anh chơi lan ở Phú Thọ, một người anh cực kỳ tâm huyết cho thị trường hoa lan cũng như cho những dòng quốc dân. Chốt xong cho Hoàng Huy Giáp nha. Anh Chính Trương công nhận với em không? Anh Chính Trương ơi. Đâu rồi Chính Trương, đâu rồi anh Chính Trương ơi, em có thể mời anh lên nói chuyện cùng em với mọi người đúng không ạ? Anh nhìn thấy dưới màn hình á, nó sẽ có hai cái hình người á, hai cái hình người cho anh mượn cái điện thoại đó coi. Hai hình người anh có thể nhấp vào đó. Đây anh ơi, đây hai hình người như thế này, anh thấy không ạ? Hai hình người như thế này anh nhấp vào đây đó, ví dụ anh nhấp vào đây là anh sẽ gửi yêu cầu, anh nhấp cái chữ gửi yêu cầu
nhanh nha, anh Nhấp chưa gửi yêu cầu là anh có thể là nói chuyện với em cùng với tất cả mọi người. Rồi anh Chính Trương, anh Chính Trương ơi. Anh thấy lời mời của em không ạ? Xin chào Minh Khang. Ok, số năm mời anh Chính Trương đây. Xuân đã gửi lời mời anh Chính Trương rồi. Nè, em thêm lại nha anh nha. Em đang thêm anh Chính Trương đó. Anh Chính Trương nhìn trên trên màn hình thử coi là có thấy cái lời mời của em không. Và anh có thể là chấp nhận lời mời là hai anh em chúng ta có thể là lên nói chuyện với nhau và tất cả những người yêu Lan trên cái fanpage của Xuân cũng sẽ và đang nói chuyện với anh. Nhiều khi anh Chính Trương chưa chủ động trang điểm. Xin chào Mạnh Đẹp, xin chào Nguyễn Bằng. Chào Xuân nhá, chào tất cả mọi rồi, người. Rồi, xin chào anh nhá. Anh vừa vừa tắm xong, xin lỗi mọi người là vừa tắm xong, à chưa. Bởi vậy cho nên em nói rồi mà, em nói khả năng anh Chính Trương chưa trang điểm xong. Rồi, có gì em báo anh Chính Trương thì hôm nay rất là vui. Khi mà một tuần đổ lại đây thì em đã có hạ một cái quyết tâm khá là cao là em sẽ quyết tâm tối nào em sẽ duy trì lên livestream. Và thì em xin lỗi anh Chính Trương nhé, hơi mạo muội cho nên hôm nay mời anh Chính Trương lên tham gia cái chương trình livestream của fanpage của Hoa Lan Bình Phước đối với em, một cái điều cực kỳ là vinh dự đối với em cũng như là 1,5k người đang xem. Thì trước tiên thì thật sự ra nói thì nhận thấy trải qua 2 năm mùa dịch, trải qua thật sự là nhiều biến cố, đúng không? Về kinh tế cũng như các ngành nghề nói chung và đặc biệt là cái ngành lan của chúng ta nói riêng. Thì quan điểm em nhận thấy thì thị trường có vẻ là trầm lắng vì đại dịch. Và đặc biệt rằng em định là do tình hình Covid cho nên là chúng ta không đi lại được. Thì đồng nghĩa với rằng là chơi mới, toàn bộ anh em chơi lan của chúng ta đang bị dậm chân tại chỗ vì lý do là chúng ta không phát triển được những người mà chơi mới. Nhận được cái điều này cho nên là bản thân em đang hạ quyết tâm, mặc dù là cái giọng của em đang bị một cái bully thanh quản, nhưng quyết tâm khá là cao là tối nào em sẽ lên livestream và để chia sẻ những cái cây quốc dân nhất đến cho tất cả những người mới chơi. Em cũng hy vọng rằng là em sẽ cố gắng duy trì trong vòng vài tháng để làm sao từ Xuân Hoa Lan Bình Phước, rồi từ những anh em nhìn theo và những anh em của chúng ta cùng nhau đồng loạt, đúng không? Là trên cái kênh livestream để tạo cho thị trường chúng ta. Theo em nghĩ rằng mỗi người thêm tầm 100 người chơi mới, bản thân em sẽ cố gắng trong vòng 2 tháng em sẽ cố gắng đạt được tầm khoảng 1.500 đến 2.000 người nữa, thì đồng nghĩa rằng thị trường chúng ta sẽ xôm lên thôi ạ, đúng không ạ? Theo nhận định em là vậy. Dạ. Mọi người đang theo dõi live fanpage của Nguyễn Thanh Xuân, Hoa Lan Bình Phước, đúng không ạ? Thì thực sự hôm nay cũng rất là tình cờ và ngẫu nhiên là theo dõi live stream của Xuân, mà trong lúc bấy là vừa anh vừa ngồi thiền xong,
vừa thể dục xong nữa, thế cho nên là chưa kịp chuẩn bị. Thì mọi mọi người thông cảm, và thực ra là cũng rất là hiểu cái tâm tư và cái tình cảm của Xuân dành cho anh này. Và thứ hai nữa rằng là trong cái buổi mà livestream của em tại Phần An Vui Vẻ của anh Truyền thì anh em đã nói có câu chuyện livestream và tình cảm của Xuân dành cho anh này. Và thứ hai nữa rằng là cả mọi người đặc biệt là chia sẻ những cái cây quốc dân nhất, những cây mà thượng được, để những cái mà bình dân nhất để cho tất cả những người mà thậm chí chưa xây lan cảm nhận dần và đi từ những cái đơn giản nhất, nhỏ nhất, và chính là xây dựng nền móng của hoa lan là những cây quốc dân mà chúng ta đang đề cập đến ngày hôm nay. Thì qua livestream vừa rồi anh xem mấy phút thì đã luôn là mặc dù rất là nhiều những cây tầm cao nhưng mà lại bán livestream của cây Phú Thọ thì anh cũng rất thấy rất trân trọng và thấy rằng Xuân đang đi rất đúng hướng. Và trong những năm tháng trước đây thì Xuân là người đầu tiên livestream bán hàng trên gần như là những người livestream bán hàng từ quốc dân đến tầng cao, và mong muốn rằng em vẫn duy trì cái kênh livestream này thường xuyên. Bởi vì là thực ra là livestream thì mới mở rộng được cái lượng người với cũng thì mong muốn rằng là phát huy hơn nữa. Ok anh. Nhất trí anh. Qua cái livestream này em cũng hy vọng rằng anh Trương Quốc Chính từ tối ngày mai trở đi cũng bắt đầu lên live và tiếp lửa với mọi người cùng em nha anh Trương Quốc Chính nha. Anh em cùng nhau đoàn kết, cùng nhau phát triển, cùng nhau lan tỏa và cùng nhau đưa toàn bộ những cái cây quốc dân của chúng ta tới toàn bộ những người mới chơi lan. Theo em nghĩ rằng là ở Việt Nam chúng ta hơn 100 triệu dân, đúng không ạ? Thì còn cái con số cực kỳ hạn chế cho những người mới chơi lan của chúng ta là một con số cực kỳ hạn chế. Cho nên rằng là em luôn luôn có niềm tin vào thị trường hoa lan với những cái lượng người chơi còn khá là hạn chế như thế này. Thì em hy vọng rằng là em, anh cùng toàn bộ anh em yêu lan trên toàn quốc sẽ cùng nắm tay nhau, cùng bắt tay nhau lại để lan tỏa cái thị trường này, để cùng nhau đốt. Và đốt làm sao là cho nó thật cháy, và cháy làm sao cho nó thật là lớn anh nha. Ok tất cả anh em mình là lòng xây dựng này thì đấy là cái đấy chính là niềm tin chính là từ cây quốc dân. Thế nữa là quốc chính là chúc em thành chấp em anh tạm dừng để làm một số việc, chúc em thành công. Ok anh. Cảm ơn Xuân chào anh nha. Rồi okay, chào mọi người, chúc buổi tối vui vẻ cả nhà đấy không ạ. Một ngày anh Xuân Xuân khá là tôn trọng, một anh rất là tâm huyết vào lĩnh vực lăng ba. Và vừa nãy có một người bình luận khá là kỳ cục đó, hai ông đi hai trường phái khác nhau, một ông thì chuyên quốc dân, một ông chuyên bảo duy, đúng không ạ? Như vậy là sai rồi nha cả nhà nhé. Nếu như đúng không ạ, nếu như ai đã từng tới vườn của hoa lan Bình Phước thì cả nhà sẽ thấy cái cây quốc dân ở vườn của Xuân như thế nào nha cả nhà nhé. Tại vì ở trên đây chúng ta không thể nói, không thể so sánh rằng vườn tôi hơn vườn ông này, vườn tôi hơn vườn ông kia, vườn tôi lớn hơn vườn ông này, vườn tôi vườn ông kia nhỏ hơn vườn tôi. Ở đây chúng ta không được so sánh như vậy nha cả nhà nha. Và ở đây chúng ta là gì ạ? Là một nhà, chúng ta cùng nhau yêu lan đó, chúng ta cùng đam mê đó. Thì chúng ta không nên so sánh vườn to, vườn nhỏ, vườn lớn, vườn bé. Vườn này nhiều giống VIP, vườn kia nhiều giống quốc dân nha cả nhà nha. Bác Trần Văn Minh ơi, bác nên nhớ rằng đúng không ạ, năm ngoái
chính em mua của Đức Đại Phát đến hai mươi mấy tỷ tiền Phú Thọ, đúng không ạ? Mua Trần Đức Tài, đúng không ạ? Và bác có cần em mở giao dịch của em cho những đứa em đi mua HO và Phú Thọ không ạ? Đúng không ạ? Và ở đây toàn bộ những cái cây đó, đúng không ạ, đến bây giờ là Xuân vẫn chưa xuất. Xuân vừa mới băm đây, vừa mới cắt xuống chưa băm. Rồi, thôi chúng ta sẽ không có bàn tán xôn xao về vấn đề này nữa. Từ nay đi, trên live stream của Xuân, Xuân sẽ không đôi co với những người không yêu Lan. Đúng không ạ? Không đôi co với những người mà sân si, với những người ghen ăn tức ở. Hầu như thì Xuân đã nói ăn chừng tèo rồi. Thấy những cái trường hợp bình luận trái chiều, bình luận tiêu cực, Xuân xin phép được chặn nha cả nhà nha. Ok bác Mạnh Phan, cảm ơn bác Trần Văn Minh. Rồi Xuân tiếp tục nha cả nhà nha. Ok bác, tiếp tục 4 kỳ năm anh Trắng Phú Thọ. Xuân để cho cả nhà 4 kỳ năm anh Trắng Phú Thọ như thế này. Xuân để cho cả nhà với giá là 468k nha. Xuân để cho cả nhà với giá là 468k. Ok Đức Tuyện, Đức Chuyện. Ok Sơn Trần ơi, bắt chốt đi bác. Ok Hoa Sâm ơi. Nói chung cái giọng của Xuân không được tốt, cho nên là từ nay đi Xuân sẽ không đôi co những cái thành phần đó nữa. Hầu như thì để cho Xuân giận, để Xuân bực mình thì chuyện đó là chuyện không thể đâu cả nhà. Tại vì Xuân đã trải qua đến 4 năm Xuân lên live stream và gặp cả nhà, đúng không ạ? Gặp tất cả, gặp rất là nhiều thành phần. Mình chốt xong cho Xuân Trần nha. Gặp tất cả và gặp rất là nhiều thành phần. Thì hầu như á, thì hầu như á là những cái trường hợp Xuân dừng lại, dừng lại để đôi co một tẹo, để cho cái không khí của cái buổi live nó nhẹ nhàng đi một tẹo, để cho nó có một cái câu chuyện khác đi một tẹo á. Chứ mà để mà những cái câu nói đó để ảnh hưởng đến Xuân, hoặc là để mà Xuân phải bực tức, thì chuyện đó chuyện không thể, chuyện đó chuyện không thể rồi. Và đặc biệt rằng á, Xuân có một cái suy nghĩ như thế này như cả nhà nhé. Xuân có một món quà, đúng không ạ? Bây giờ Xuân ví dụ nha, ví dụ Sĩ Hải ơi, Xuân có một cái hộp quẹt như thế này, đúng không ạ? Ví đó là một món quà đi, Xuân tặng cho bạn Sĩ Hải, đúng không ạ? Bạn Sĩ Hải không nhận, thì đồng nghĩa với rằng món quà này sẽ thuộc về ai? Cả nhà biết không? Sẽ thuộc về ai? Thì nó vẫn là của Xuân, đúng không ạ? Xuân tặng cho bạn cái hộp quẹt này, bạn không lấy, đúng không ạ? Thì nó vẫn là của Xuân. Chính vì vậy tất cả những cái gì sân si, tất cả những cái gì, đúng không ạ, ghen ăn tức ở, đúng không ạ, và những cái lời nói sân si nhất, đúng không ạ, cái nhà đang nói, đúng không ạ, và Xuân coi như không nhìn thấy, Xuân không nhận những điều đó, thì đồng nghĩa với rằng là cả nhà luôn luôn đi vào cõi khổ rồi. Thì cái điều sân si đó, đúng không ạ, những cái sự tức giận đó, nó vẫn cứ thuộc về cả nhà thôi, chứ nó không phải thuộc về Xuân. Đó. Cho nên ở đây, ở đời á, đúng không? Chúng ta lạc quan lên, chúng ta những cái gì mà chúng ta chưa làm được, chúng ta hãy nhìn những người, đúng không? Người ta đã làm được để chúng ta cùng cố gắng chúng ta làm. Hả? Còn cuộc đời ngắn ngủi lắm, suốt ngày ôm bực tức, suốt ngày ôm sân si, ôm hận thù, đã làm cái gì, đúng không? Nghe bạn nói Ngô Xuân nói rồi,
rất là nhiều người thương, rất là nhiều người ghét, có rất là nhiều người nói xấu với Xuân. Nhưng mà Xuân Xuân không thể hiểu được rằng, đúng không ạ, với cái sự tương tác của Xuân, đúng không? Ví dụ như một người bắt đầu mới chơi Lan, chưa hề giao lưu với Xuân, chưa hề giao dịch với Xuân, đúng không? Mà nói xấu Xuân như đúng rồi, đúng không? Ok, đâu ảnh hưởng gì đến Xuân đâu. Xuân vẫn phát triển, Xuân vẫn có lượng fan của Xuân, đúng không? Nhưng cái nhà nên hiểu được rằng, đến khi mà để mà Xuân lên like, đúng không ạ, hoặc là để hàng ngày Xuân đăng bài để Xuân nói xấu một người nào đó, thì cả nhà có tưởng tượng được là nó như thế nào không ạ? Và ở đây Xuân cố gắng, cái cây hoa bông lan nó đẹp như thế, đúng không ạ, cái loài hoa nó đẹp như thế, thì bản thân Xuân là người chơi lan, Xuân luôn luôn tôn trọng, luôn luôn giữ làm sao cho cái phong thái của người chơi lan của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đẹp. Đó, cái nhà thấy rồi, trên toàn bộ trang cá nhân của Xuân cũng như là fanpage đó, Xuân chưa hề chỉ điểm một ai và chưa hề chửi mắng một ai, đúng không ạ? Cho nên ở đây á, thực sự ra nói mà để mà Xuân nói xấu một người và người đó xấu thiệt, để mà Xuân nói xấu thì Xuân nghĩ rằng á là không ổn, người đó sẽ không ổn. Còn đối với Xuân thì cái lượng khách hàng của Xuân, lượng fan của Xuân nó đã ấn định rồi, đúng không ạ? Những ai đã từng giao lưu với Xuân rồi thì họ sẽ hiểu được con người Xuân như thế nào. Đó, một ngày Xuân hầu như dành hết toàn bộ công việc vào những cái tin nhắn để trả lời khách hàng, những cái chia sẻ về phân thuốc, về cách chăm, về định hướng. Đó, định hướng cho Chai Lan, Xuân dành hết tâm huyết, đúng không ạ? Dành hết thời gian. Đó, hầu như thời gian Xuân dành cho gia đình ít hơn là dành cho những người yêu Lan. Được. Và nghiễm nhiên đôi khi cuộc sống mà nếu như Xuân đúng hoàn toàn thì Xuân là thánh rồi, Xuân không phải là người nữa, đúng không ạ? Có một câu nói người ta nói mà Phật mà đó, Phật vẫn có người chê chấp, nhiều người không theo đạo Phật và người ta lại theo những đạo khác, rồi đôi khi rồi người ta còn mắng, còn chửi, đúng không ạ? Cho nên ở đây mình là con người. Mình không thể hoàn toàn hoàn hảo được hết. Đó. Có nhiều khi Xuân là con người mà đôi khi Xuân cũng tức lắm. Ủa sao mà mình sống như vậy mà tại sao á mà cái tay đó người ta lại đi nói xấu mình được, người ta lại đi khuất đại cái không có để nói lên có được. Xuân cũng nóng, đôi khi cũng nóng. Ê, mày dám nói xấu tao đúng không? Tối nay tao lên live, tao sẽ nói cho toàn bộ anh em yêu Lan mà cả nhà biết không, những cái chủ đề nóng như vậy là thường thường đó, được cái lượt xem và lượt chia sẻ cao lắm. Nhưng Xuân sẽ không bao giờ làm vậy. Xuân vẫn cứ để cho người ta một con đường, đúng không ạ? Để người ta làm ăn. Tại vì á, người ta đang có một cái nhìn nhận sai về mình thôi, nhưng mà người ta vẫn đang rất là trung thực. Đó, trong vấn đề chơi Lan và bán Lan. Đó, chia sẻ Lan. Đó. Cho nên ở đây mình không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống người ta được. Đó là miếng cơm, đó là manh áo, đó là cuộc sống của người ta. Mà bây giờ mình lên mình vùi dập cái chén cơm, vùi dập cái cuộc sống người ta, thì đồng nghĩa là sao cả nhà, nó đem thêm càng thêm thù hận vào. Chi vậy? Đúng không ạ? Ok, nghiệp của ai? Cái nghiệp tới nhanh lắm. Nghiệp của ai người đó hứng thôi. Đó. Xuân có một người đó Xuân tôn quý cực kỳ luôn. Có thời gian hiểu lầm Xuân. Xong bắt đầu là lấy câu chuyện làm quà, lấy câu chuyện trên bàn nhậu đó, rồi đi rêu rao Xuân khắp luôn. Ok, Xuân bình thường rồi, không chơi được nữa thì chặn, không gặp nhau nữa. Và Xuân cũng chẳng bao giờ đi nói xấu người ta làm gì, để cho người ta còn làm ăn. Tại vì người ta là người ta chỉ có ghen ăn tức ở, hoặc là người ta chưa hiểu về mình, chứ mà người ta vẫn đang rất thật thà trong vấn đề mua bán, cây người ta vẫn chuẩn giống mà, đúng không ạ? Bây giờ mình lôi người ta lên đây để mình nói, mình lôi người ta lên đây để mình chê, mình trách, thì đồng nghĩa với rằng người ta mất đi một lượng khách tối thiểu của người ta, sẽ ảnh hưởng đến người ta. Đó. Cho nên Xuân, ok, Xuân dẹp bỏ cái loại cái sân si đó qua một bên và nhắm mắt buông xuôi. Kệ. Đó. Tại vì là sao mình vùi dập một người yêu Lan thì đồng nghĩa với rằng là mình cũng đang dập bớt cái ngọn lửa đó,
ngọn lửa yêu lan đi. Cho nên là thôi, mình dẹp cái tôi của mình qua một bên, dẹp cái cá nhân của mình qua một bên, mình vì cộng đồng, vì thị trường. À, thì mãi một thời gian sau, bắn đi tầm khoảng hơn năm, đúng không ạ? Và người ấy gặp Xuân, xin lỗi. À, và có nhờ một hai người nữa để nói chuyện với Xuân. À, thôi, những cái chuyện qua rồi, giờ đã hiểu rồi. À, mong rồi hai bên, đúng không ạ? Hai bên xóa đi những cái gì đó hiểu lầm của nhau, để cùng nắm tay nhau, để cùng bắt tay nhau, để cùng dìu nhau đi tiếp. Tại vì cả nhà biết rồi, anh em yêu Lan quý trọng tình cảm lắm. Đó. Mà nói Xuân, Xuân có một cái mà Xuân nghĩ rằng đó là chúng ta bỏ tiền năm muôn được. Xuân đi đến đâu đều có anh em đến đó. Đó. Đi đến đâu đều có bạn bè, đi đến đâu đều có anh em. Đó là một cái sự có nghĩa là Xuân nghĩ rằng là mua tiền cũng được. Giống y như Xuân, Xuân lên live, Xuân hay nói là Xuân bị khàn tiếng như thế này. Tự động có những anh em đó nhắn tin động viên, rồi có những anh em là có những bài thuốc, có những anh em có những bài thuốc dân gian, có những loại thuốc này thuốc kia đó, chỉ cho Xuân, rồi có những anh em còn gửi thuốc về cho Xuân nữa đó. Xuân hỏi cả nhà rằng cái đó không có tiền nào mua được hết, đó không có tiền nào mua được hết. À, như Xuân thì hầu như nước trà ở cả nhà, chè mà chè Thái Nguyên hầu như là Xuân uống quanh năm. Anh em cứ canh thời gian, cứ gần khách trà là anh em lại gửi về. Rồi có những cái món ngon đặc sản của những vùng miền anh em gửi về. Đó là những cái mà Xuân nghĩ rằng tiền mua không được, cho nên là những cái đó là những cái quan trọng nhất mà Xuân cần phải gìn giữ. Sang chậu bị héo có thuốc nào chữa rẻ ra không anh ơi? Có nha Yến Bi ơi, bạn mua Biorot hoặc Rabbit, bạn xịt vào gốc cho nó, và những cái kia vậy thì bạn cũng không cần phải lo lắng mấy nha bạn nha, không cần phải lo lắng mấy. Tại vì là cái cây lan sức sống nó rất là mãnh liệt, bạn nên để cái vị trí nào đó hơi thoáng nhưng mà hạn chế nắng cho nó nha bạn nha. Thuyết bonsai tôi đâu khóc cái gì đâu, có gì đâu tôi khóc, đúng không ạ? Và đặc biệt rằng á, là cuộc sống của Xuân luôn luôn êm đềm, đúng không ạ? Đó, luôn luôn vui vẻ. Và đặc biệt rằng, đúng không ạ, Google Map hiển thị Hoa Lan Bình Phước, đúng không ạ? Hai cơ sở 45 Huỳnh Văn Nghệ và ở huyện Trân Thành đây. Xuân đang ngồi ở huyện Trân Thành đây đó. Tới mà xem thử coi Xuân khóc như thế nào nha. Ok, em xin chào anh trai Lâm Hùng. Anh trai Lâm Hùng ơi, lên hát cho mọi người nghe không anh trai Lâm Hùng ơi? À, mọi người cứ lâu lâu hay nhắc, lâu rồi không thấy anh trai Lâm Hùng đâu. À, do dạo này anh trai Lâm Hùng cũng khá là nhiều show. À, chắc là chưa trang điểm rồi. Xin chào anh Đào Phan Thi và chào 1,2k người đang xem. Rồi, tiếp nha cả nhà nha. Cây này nó hơi nhỏ, 1 cây, 2 cây, 3 cây và 4 cây. 4 cây năm anh trắng Phú Thọ này nó hơi nhỏ nha cả nhà nha. Xuân để cho cả nhà với giá là 400k. Cái này còn mất ngủ nha cả nhà nha, cái này còn mất ngủ. Xuân để cho cả nhà với giá là 400k. Ok, Nguyễn Văn Danh Hướng ơi. Ok, Lê Văn Hùng.
Chốt cho Đặng Thường Trần nha. Xong thêm đơn Phú Thọ nữa là em sẽ để cho cả nhà Hồng Hồng Trời đánh nha cả nhà nha. Rồi, tiếp theo nha cả nhà nha, 4 cây cực đẹp. 4 cây 5 cây trắng Phú Thọ cực đẹp. Xuân để cho cả nhà với giá là 468k nha. 4 cây này đẹp nha cả nhà nha. Để cho cả nhà với giá là 468k. Quấn tèo mới tiếp tiếp xúc đâu mà bữa nay bịch cô Trang ra. Yeah. Chốt xong cho hai Phạm nha. Rồi, Hồng Trà Đánh. Xuân sẽ có 4 kỳ Hồng Trà Đánh cực đẹp. Còn gọi là Hồng Thiên Lôi. 1 kỳ. 2 kỳ. 3 kỳ. Và 4 kỳ. Nha cả nhà nha, 4 kia xem nhau và đã có rẻ khỏe. Xuân đã cho cả nhà. Mỗi một kỳ Hồng Trà Đánh như thế này với giá là 500k nha cả nhà nha. Và cả nhà Xuân sẽ chốt theo thứ tự nha cả nhà nha. Một kỳ. Kỳ thứ nhất, kỳ thứ hai, kỳ thứ ba, kỳ thứ bốn. Xuân sẽ chốt theo thứ tự nha. Cái ông Triệu Quang Lưu Avatar thì để hình hoa Phú Thọ mà lại đi bình luận là cho bò tất thôi. Thì chặn thôi. Những người để Avatar hình ảnh là hoa phong lan mà lại đi bình luận những câu tiêu cực nhất. Những người như vậy Xuân khinh, cực khinh. Ok Bác Tự Hào ơi. Ok Quỳnh Trần ơi. Rồi. Chốt cho Nguyễn Bá Viễn kỳ đầu tiên. Tú NC Win kỳ thứ hai. Kỳ Hồng Thiên Lôi, Hồng Trời Đánh nha bác nha. Anh thấy anh Tèo. Năm trăm k. Nguyễn Bá Viễn, Tú NC Nguyên, xong rồi mới tới Toàn Trần. Toàn Trần kia thứ ba. Rồi còn kia cuối cùng. Như bị ẩn bình luận nữa rồi đó. Nguyễn Bá Viễn em thấy rồi nha. Em có đọc tên bác rồi. Đi đây, lấy đi. Dưới lên.
Xin chào Lê Công Tuấn. Cảm ơn cả nhà đã tặng sao cho Xuân nha. Xuân coi ai tặng sao cho Xuân ghê. Sống yếu quá. Cảm ơn Nguyễn Hữu Hải đã tặng Xuân 50 sao. Cảm ơn Hoa Kiển Quý Dũng đã tặng Xuân 75 sao. Cảm ơn Ân Quỳnh đã tặng Xuân 50 sao nha. Nó nhiều giá lắm nha Nguyễn Khắc Hải ơi. Cái bộ bột phá của Xuân làm thì hết 300 triệu. Nó nhiều loại sứ lắm. Cái nhà làm, cả nhà có thể là liên hệ với Quốc Hưng nha. Quốc Hưng, Facebook Quốc Hưng. Xin chào Phạm Gia Hùng. Xin chào Đỗ Đức Vĩnh. Ghi xong chưa? Lấy danh mấy kia yên thủy nhỏ nhỏ. Còn Phú Thọ cái tạc như như kia không? Rồi. Cái bụng sao rim rim ta. Rồi, Hồng Yên Thủy. Một kia cực đẹp đang mở lá và bộ rễ cực khỏe. Kia của Xuân thì bộ rễ khỏe nha cả nhà nha. Xuân để cho cả nhà với giá là 1.368.000 nha. Hồng Yên Thủy. Xin chào Trần Văn Hải Bằng. Kia Hồng Yên Thủy nha cả nhà nha. Xin chào Đồng Kỳ. Bác Nguyễn Trọng Tuệ ơi, em chưa bao giờ có một cái gì gọi là hàng bào rào cả nha. Toàn bộ cái lan của em á là toàn bộ là em dành tâm huyết cho nó. Và tất cả các chậu em xếp rất là ngay ngắn và em chăm sóc hàng ngày nha. Cho nên quan niệm của em á không có một cái cây nào gọi là hàng bào rào hết. Xin chào Hoàng Đức Quang. Nhật Trường ơi, chốt ghi dùm Xuân là số điện thoại và giá giúp Xuân nha. Ghi dùm Xuân, số điện thoại và giá giúp Xuân. Rồi, chốt xong cho Hoa Lan Bình Trung. Ok, chào Vinh ơi. Xuân cũng đã từng tới chào Vinh. Rồi, tiếp theo, kia tiếp theo nha cả nhà nha. Một cây Hồng Yên Thủy tiếp theo. Cũng bộ rễ cực khỏe. Nè, rễ nó bò ra ngoài chậu luôn nè cả nhà. Bộ rễ của em cực khỏe. Lá mỡ. Cây Hồng Yên Thủy tiếp theo Xuân để cho cả nhà với giá là 1.368.000. 1.368 tiếp theo nha. Đặng Ngưng Trần anh thấy không? Anh Tèo ơi. Có nha, cả đời đi bộ ơi. Nên đổi lại cái tên của Facebook mình đi bác ơi. Đi bộ cả đời mệt lắm, đi chậm lắm. Bác đổi lên là cả đời đi xe hơi đi bác. Rồi bác chịu khó chơi lan đi. Một thời gian mà đi đúng hướng đi thì chúng ta sẽ chuyển sang xe hơi chúng ta đi. Nha bác nha. Lấy kia riêng đi em, kia lẻ.
Rồi. Chốt xong cho Văn Tùy nha. Đưa cho Văn Tùy, đưa cho anh Tèo nghe chút Văn Tùy. Nhỏ quá. Bữa nào của ông bán riêng cho ông, bán như này nó lẫn lộn hết. Ok. Thấy Văn Tùy không anh? Rồi, sẽ lên 2 cây. Xuân sẽ lên 2 cây nha, 2 cây cực đẹp. 1 cây, 2 cây, bộ rễ đều khỏe. Lật đẹp. Xuân sẽ để cho cả nhà với giá là 2,7 triệu nha cả nhà nha. 2 cây cực đẹp. Xuân sẽ để cho cả nhà với giá là 2,7 triệu. Đẹp cực đẹp như cả nhà nha. Cái gì? Cái kia. Cái Hồng Nguyên Thủy. Chốt cho Phú Mai Minh. Được, Phú Mai Minh. Chốt thêm cái này. Không không. Chân thành để bữa khác đi. Đưa 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 cho anh Tèo. Rồi, Kỳ Hồng Yên Thủy tiếp theo. Bộ rễ cực khỏe. Lá đang mở. Xuân để cho cả nhà với giá là 1 triệu 399k nha. 1 triệu 399k. Thảo Nguyên 2 à? Qua cái kia Thảo Nguyên 2 luôn em. Rồi, chốt xong cho Phan Thành. Rồi, ngày hôm nay Kỳ Hồng Nguyên Thủy hơn 1 triệu là hết rồi. Ngày mai Hồng Nguyên Thủy Xuân sẽ chia sẻ cho cả nhà, không có giá đó nữa. Xuân sẽ chia sẻ cho cả nhà với giá chắc chắn rằng 1 cây sẽ hơn 2 triệu nha. Còn không có nữa là Xuân sẽ giữ lại. Thảo Nguyên 2, 1 cây cực đẹp đã đứng ngọn và bây giờ đã làm bây giờ sẽ làm mầm gốc được rồi nha cả nhà nha. Dạ. Cây Thảo Nguyên 2 nha cả nhà nha. Cây này Xuân, cây này khá lực khá đẹp. Xuân để cho cả nhà với giá là 11 triệu nha. 11 triệu cho 1 cây Thảo Nguyên 2. Ok, Nguyễn Trọng Tuệ, biết bạn thích cây nào? Biết bạn thích cây gì? Không, Minh Nguyễn ơi, mình hứa với cả nhà rồi, từ tối nay đi, tối nào mình cũng sẽ lên live.
để chia sẻ cây cho cả nhà, để giúp cho thị trường phát triển. Ông Nguyễn Ngọc Tuệ này, ông ấy sao chép ông gửi vô. Ok, lên cho Nguyễn Ngọc Tuệ một cây thảo nguyên một 100k nha. Không còn nữa đâu bác Nguyễn Hoàng Tư ơi, ngày mai em sẽ lên, nhưng mà Hồng Yên Thủy sẽ không có giá đó nữa. Ok, thu trần trần để thu trần 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 không anh, bác thu trần trần ơi, giúp cho em có số điện thoại nữa nha, bác thu trần trần nha, có Hồng Gia Lai nha, Quốc Khánh nha, lấy kia Hồng Gia Lai đây. Không có nó đâu, Đinh Văn Sáng ơi, Hồng Gia Lai, Hồng Gia Lai kia như thế này, Xuân để với cả nhà với giá là 5,5 triệu nha cả nhà nha. Hồng Gia Lai một cây cực đẹp, rễ khỏe, đang đi ngọn, Xuân để với cả nhà với giá là 5,5 triệu. Chặn rồi hả? Tào lao hả? À, vậy chắc hồi xưa nó tào lao mình chặn nữa. Bác Mi Tê vẫn chọn cái 11 triệu chứ không phải là 1 triệu 100k nha bác nha. Lê Văn Tấn ơi, em mua em phải báo cáo bác hả? Hà Tây là cùng quê với em á, bác Nguyễn Hoàng Tư ơi, có gì đâu mà xa. Vừa nãy bác gì, chốt lại Thảo Nguyên 2, chốt lại Thảo Nguyên 2 giúp em đi. Còn có em sẽ qua. Cảm ơn Quang Trần nha. Cảm ơn bác Nghĩa Pháp. Cảm ơn bác Nguyễn Hồng Kỳ. Hoàng Huy giá bơi có kỳ 1 triệu thôi bác ơi. Ok anh Thái Minh, lên ngay vào luôn anh. Anh lên đi, em khỏi bài Bình Dương. Em sẽ ở đây, đây em đợi. Rồi chốt xong cho Nguyễn Tuấn nha. Hồng Gia Lai. Rồi vừa nãy ai chốt thẳng nguyên hai mà chưa chốt thì chưa chốt lại rồi kệ nha. Khi nào nổi lên thì tính. Hồng Mỹ Nhân đây. Ban đêm nó ngủ rồi. Không có đâu nha Lê Văn Bình ơi, mua ba cái mắt thức rồi mắt ngủ làm cái gì để cho nó rủi ro. Mình mới chơi thì mình nên chọn, như lựa chọn những cái kia đẹp kia khỏe mà chơi.
Ok, Sự Thủy ơi, răng em xấu quá đúng không bác? Minh Châu nha, Hồng Minh Châu nha. Hồng Minh Châu xuống lên một cây cực đẹp nha cả nhà nha, một cây cực đẹp Hồng Minh Châu, bộ rễ cực khỏe, rễ nó gần bò ra ngoài chậu rồi. Hồng Minh Châu xuân đãi với cả nhà, cây Hồng Minh Châu như thế này với giá là 6,8 triệu nha cả nhà nha, một cây cực đẹp, một cây cực đẹp Hồng Minh Châu xuân đãi với cả nhà với giá là 6,8 triệu. Sáu phẩy tám triệu nha bác Hoàng Tuấn Kiệt ơi. Bác Lăng Thế Công ơi, bây giờ em đang chia sẻ bài chứ không phải. Những cái lúc mà thảo luận á, thì lúc đó bác hỏi nha bác nha. Trời ơi, lâu lắm mới gặp trái này. Cả nhà biết trái này là trái gì không cả nhà? Xuân nói cả nhà nghe nó chua. Trái này á, hồi xưa tự nhiên Xuân nhìn lại trái này, trái này ăn á, là cả nhà phải chà vô, chà vô quần. Hồi xưa á, là Xuân ăn nó, chà nó như thế này nha cả nhà nha. Rồi muối, rồi cho Hà Tiên Dũng nha. Rồi cả nhà, tôi nói chưa ăn mà nó đã chua. Trái này người ta gọi là trái nhót. Trời ơi, chua. Xuân đảm bảo cả nhà ai cũng chảy nước miếng hết. Trời ơi, chốt cho Phan Thành cái này luôn, cái này đẹp, thấy không? Sẽ làm một trái nữa để cho chúng ta chảy nước miếng. Đây, mình kiếm cái trái nó chín chín hơn á. Ăn cái này hồi xưa ăn cái này là nguyên cái quần, tiếp theo tiếp nha cả nhà, làm nem trái nữa. Trái này đỡ chua hơn.
Chắc là đó chua hơn nha cả nhà. Chết rồi, cái hạt nó chui mẹ vô trong rồi. Ủa? Nó chui mất tiêu hạt vô trong luôn. Xuân chém sao nó chui mất tiêu hạt vô trong rồi cả nhà. Đấy nó vần họ chạy hết. Em sẽ lên cho cả nhà một cái kỳ hồng yên thủy cực đẹp. Rồi, kỳ hồng yên thủy cực đẹp nha cả nhà nha. À, bên đây có hai mầm gốc. Bên đây có một kỳ. Là tổng nó đang có là 2 3 4 đầu nha cả nhà nha. 4 đầu. À, kỳ hồng yên thủy năm 2 cực đẹp. Xuân để cho cả nhà. Xuân để cho cả nhà với giá là 3,9 triệu nha cả nhà nha. Và những cái kỳ 52 như thế này thì nó phát triển khá là nhanh. Xuân để cho cả nhà với giá là 3,9 triệu. Một cây trong bụng rồi. Không nhưng mà nói về cái độ phê của nó. Ây da, chị vừa ăn xong mà thấy em ăn cũng chẳng đứng biết. Nuốt hạt nhót là sắp chết rồi đấy. Thiệt không bác? Hạt đó hồn lên mầm lan mọc ra. Chào bác Lỗ, bà Dũng nha. Anh chơi không đẹp, thèm phải nước bọt. Chốt cho Phan Thành nha. Ok, cái bác gì đó Xuân thấy bình luận có hoa mới thì gửi hoa mới qua. Gửi qua cho Xuân. Ăn nhót không được chấm muối hả? Trần Tuấn ăn nhót phải nhai cả hạt mới không bị chua. Xòe, xòe xanh. Ok, sẽ không ăn nữa đâu Vượng Lan Linh, Linh Đen ơi. Hứa sẽ không ăn nữa đâu. Đơn cuối cùng.